này, chưa thông cảm được những cái mất mát của gia đình mà ba cái người đấy, ba công cái an. Người công an đó nghĩa là đã hy sinh cho cái vụ Đồng Tâm mấy ông Đồng Tâm giết đấy. Cái tôi bây giờ nói chuyện với luật sư đây, tôi cứ mình biết hỏi ở đâu là bây giờ tôi nói tôi hỏi đây ai biết thì nói. Mình có thấy rất nhiều luật sư thì không hiểu là những người luật sư đó là họ được mướn có một số bởi vì chính phủ một số mướn hay sao không biết, tức là mình câu hỏi mình đặt ra là những người đó là do nhà nước chỉ định, tức là làm việc cho nhà nước, hay là những người đó được mướn hàng ngành những luật sư tư được những cái bị cáo mướn về để theo tôi hiểu nhé, tôi nghĩ rằng có lẽ hệ thống luật pháp ở đây cũng tương tự với Việt Nam Cộng Hòa. Thì nếu mà anh đi mướn luật sư thì luật sư đứng ra biện hộ cho anh trả tiền luật sư. Còn trong trường hợp mà người nào mà không đi mướn luật sư đó thì luật sư đoàn của thành phố Hồ Chí Minh đó hay Hà Nội sẽ là đề nghị là ông A ông B C đi vào biện hộ miễn phí cho cái bị cáo này, bị cáo nghiền. Tôi nói như vậy chứ không phải công tố viện hay là chính phủ tư pháp. Là luật sư đoàn sẽ chỉ định một luật sư nào đó để ra biện hộ cho các bị cáo đó. Mà tôi rất lấy làm lạ, các bị cáo đều là những tên phản động phá hoại an ninh trật tự của đất nước, mà họ nỡ lòng nào họ đứng ra họ để lên án ba cái người công an, lên án nhà nước Việt Nam để biện hộ cho những cái tên phản động. Các ông là những người nào? Các ông phải là người Việt Nam hay không? Cái vấn đề là luật pháp cho họ có quyền có luật sư là quyền họ, chứng tỏ là đất nước Việt Nam mình rất là tự do, đó, rất tôn trọng cái sự biện hộ, biện hộ, những cái công pháp của luật pháp đã được tôn trọng. Thì những vị luật sư này như bác Phương nói, tôi thấy đúng là các vị luật sư này quá trẻ, không nhìn thấy được cái sự đau thương của đất nước trải qua những cuộc chiến tranh, đã có sự hòa bình đến ngày hôm nay mà bây giờ những cái sự phản loạn đó nó tạo sự bất an cho dân chúng, an ninh cho quốc gia, tạo đến cái sự mất mát. Ba trong thời bình mà chúng ta lại mất chết đi ba vị công an, thỉnh thử ra cái những cái ông luật sư ông chỉ muốn nổi tiếng, ông bắn ra những cái lời nói để khuấy động cho ở Hoa Kỳ những cái tội mà chống đối đất nước Việt Nam này, nó lợi dụng cái sự đòi hỏi đi tìm đặt lại những cái chương trình sự kiện là ba ông công an chết như thế nào. Đó là một cái sự ông ta đã làm đến xâm phạm đến cái sự đau thương của ba vị công an, gia đình của ba vị công an đó. Đáng nhẽ ông luật sư này ông hiểu được cái sự đau thương của những ba vị công an chết, có lẽ ông nên im lặng, không đòi hỏi cái lịch trình trở lại cái sự nghiên cứu coi ba vị công an này chết như thế nào. Cái đó hiện trường cái đó là một cái không thể nào chấp nhận được. Cái hành động đó, ông ta bơm xăng súng ống với đạn dược cho cái tụi ở bên Hoa Kỳ này, cái tụi Việt Tân, cái tụi báo chí AFE và cái tụi chống cộng bên này, là tuyên bố đất nước Việt Nam không có luật pháp. Cái khốn nạn của nó là ở cái chỗ đó. Tức là thế này, mình để nói thế này ha, nói chuyện luật sư. Những người mà họ làm cái tội đó thì nó ràng ràng ở đây rồi, bây giờ mình không thể nào nói được nó gì nữa rồi. Thì giờ ông tấn công á, thì ông tấn công cái gì? Bây giờ đó là cái bị cáo của mình, là thân chủ của mình nè. Cái tội đó làm ràng ràng đó là bây giờ làm sao mình phải bảo vệ nó chứ, thì mà tấn công ai? Tấn công những cái người thi hành luật pháp. Tấn công cái gì anh? Luật sư mà họ chỉ có nhiệm vụ thôi. Họ tấn công ông cảnh sát này làm cái điều này sai, cái hệ thống này làm sai, cái việc của họ hệ thống sai, luật pháp sai. Nhưng mà đó là tất cả những sự xuyên tạc chứ không phải là một cái sự thật. Thì cái này nè, có một điều chắc chắn là thế này nè. Mình hiểu về cái hệ thống tư pháp Việt Nam. Tại vì hiện tại bây giờ đó, họ bắt thì thôi, mà họ bắt rất là đúng. Không bao giờ họ bắt sai đúng người đúng tội. Tại vì thế này là họ cái Việt Nam mình nó họ không có bắt nhiều đâu, họ không có bắt nhiều như Mỹ này. Tôi thấy thế này là vì nhà nước họ không muốn vì mà. Nhà nước ra tay cái là nhà nước bắt chậm quá đấy, phải có ba người chiến sĩ công an mà hy sinh thì đó là nếu mà có cái lỗi gì đó thì bị đại khái trong cái chuyện này đó thì mình nhìn đó, nói đi rồi thì nó lại một chút chuyện này thì thiệt ra là tôi cũng không hiểu tại sao mà họ lại để đó.
là chính nhà nước họ để là cái chuyện xảy ra to đúng như vậy. Đáng lẽ ra là mình chẳng chắc phải có lý do thì mình mới hiểu, nhưng mà đáng lẽ là mình phải xử lý trước để cho đó, đừng có chuyện nó làm nhưng, to nhưng như mà vậy. Theo mình theo tôi để ý, nhà nước muốn đồng bào hiểu được sự việc và nhà nước muốn khuyên răn, nhà nước cũng bỏ cả tiền ra để mua lại những cái đất mà ông Lê Đình Kình bán cho những người người dân mà họ lỡ họ mua vào cái đất rồi, của họ giải quyết rồi đó, giải quyết rồi đó của ông Lê Đình Kình và nhà nước nó hy sinh, nó bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc để mua lại những cái căn nhà đó rồi. Nhưng mà ông Lê Đình Kình ông sợ là cái chuyện này mà ngã ngũ ra đó là ông là người phạm pháp, ông bán đất của chính phủ, ông gian lận tiền của dân đó. Cái đó nó tạo nên cái đồng tâm này mà nó được khai thác bởi cái đám Việt Tân ở bên Mỹ này, nó gửi tiền bỏ vào trong cái băng của ông Lê Đình Kình là cả một ngày như vậy, cả mấy chục triệu, cả trăm triệu đô triệu đồng Việt Nam vào cái quỹ của ông gia đình Lê Đình Kình, thành ra nó kéo dài cả mấy năm trời là nuôi bởi cái đám Việt Tân này đó. Và ông Lê Đình Kình này á, ông biết là ông không có một cái giấy tờ chứng nhận nào để ông chứng minh cái đất đó của ông hết. Ông sử dụng cái gia đình của những người lỡ mua cái đất đó mà dụ họ, xúi dụ họ để chống đối lại nhà nước. Mà những người này đã nhận tiền của chính phủ rồi, đã đồng ý nhận tiền để đi ra chỗ khác trả lại cái đất đó cho chính phủ. Đấy, ông Lê Đình Kình này ông đem tiền ra ông mua chuộc những người bên đó, ông nói là cái đất này nếu mà bán nó tăng gấp cả ngàn lần cái giá mà chính phủ đã bồi thường cho họ, thành người, một số người dân là than họ trở lại họ chống đối. Nhưng mà cái vấn đề này vì nhà nước không muốn xảy ra cái bạo loạn xảy ra, thành ra nhà nước đã cố gắng thương lượng đem tất cả những gia đình nào có đất ở trên cái quốc phòng trả tiền cho họ và mong họ rời khỏi cái đất đó. Cái chuyện này vì nhà nước thương dân đã phải bỏ tiền ra mua lại những cái đất đó và cũng không muốn cái chuyện này xảy ra để giúp cho người dân sống một cách hòa bình ở trong cái mảnh đất đồng tâm đó. Và đó là lý do tại sao nó kéo dài cái thời gian. Và tôi thấy đáng số thì là nhà nước đã giải quyết cái chuyện này từ sớm nữa cơ, nhưng mà rồi vì còn khoan nhượng đủ các thứ thành ra cái đám mà ở nước ngoài nó mới gửi tiền về, và đồng thời lại có một hai vị dân biểu trong nước lại đứng ra nghe là như ông Dương Trung Quốc gì đó lại đứng ra bình vực Lê Bình Nhưỡng Lê Bình Nhưỡng rồi còn rồi đứng ra thu xếp rồi ông xuống còn lời ông tiếng ve là làm cho ông cho ông Lê Đình lên chức đàn đấy còn làm cho cái đám chưa mà chống đối đó, cái đám phá hoại đó là lên tinh thần, nó tưởng đâu là nó có chánh nghĩa tới nơi rồi. Đúng rồi. Đấy, thành ra tôi không hiểu là tại sao mà họ gan dạ đến mức độ mà họ dám tổ chức một đấy, bây giờ anh theo cái nhìn lại người dân ở Việt Nam phải hiểu là cái đám mà Việt Tân ở bên Mỹ, cái đám ở hải ngoại này á, nó chỉ quấy phá cái sự an bình làm ăn của đất nước của dân chúng thôi. Thì nhìn vào cái bài học ngày hôm nay á, đừng bao giờ chống đối lại đất nước, chống lại cái sự bình an của dân chúng. Vì cái đám ở bên Mỹ này á, nó chỉ thù oán đất nước Việt Nam này một cách vô cớ, và cái sự thù oán này nó tụi tôi chống đối hết sự cái tội mà xuyên tạc ở bên Hoa Kỳ này, là nó cứ mở có cơ hội là nó đem ra để nó chống đối đất nước Việt Nam. Thành thử ra hy vọng tất cái bài học ngày hôm nay, đất nước Việt Nam đang sống trong hòa bình phát triển tốt đẹp, thì người dân nên nghe theo lời của chính phủ, nghe theo lời dẫn dắt của nhà nước Việt Nam để tất cả có sự đồng thuận hòa bình đoàn kết để xây dựng đất nước. Anh nói chuyện về những người ở ngoại quốc, những người mà Việt Kiều ở ngoài này nó coi vậy chứ là hoàn toàn vô trách nhiệm với bất cứ một cái điều gì xảy ra ở Việt Nam, họ không có dính líu ở tới họ nói mà họ một chừng, tại vì cái chuyện gì vui buồn gì trong đó là họ không có dính líu ở tới. Còn những cái tổ chức ngoài này họ có cái nhiệm vụ của họ là làm phim làm ảnh đặng chiếu lên TV đặng coi người ta coi đặng lấy tiền, chẳng hạn như những ông này ông kia,
chứ còn mà có chuyện mà xót xa là hiền lành đấy. Còn những là còn những cái người mà còn những người mà biểu là họ có thương tâm hay có trách nhiệm gì hay có xót ruột gì, cái chuyện gì xảy ở Việt Nam không có đâu. Những người đó làm gì có họ, cả đời đây là tôi nói nghe là tất cả các những người mà có lòng dạ ác độc, cái lời ống tiếng ve về Việt Nam, cả đời họ cũng chưa về tới Việt Nam. Từ cái lúc họ rời khỏi Việt Nam tới bây giờ đó, tôi biết bao nhiêu người chưa bao giờ bước chân vào đến Việt Nam. Thành thử ra cái lòng dạ của họ đó, cái tình cảm của họ, tôi nói chuyện cái tình cảm thôi, nó bị cắt hẳn từ cái lúc đó rồi. Ra nước ngoài này, người này thắp hương lại người kia, rồi lại rồi cứ nghĩ mình là mình đây là bây giờ mình là người Mỹ rồi. Chuyện nhà mình không có ai được ai dòm ngó tới, nhưng mà chuyện nhà thằng khác là mình có quyền xỉa xói. Và cái điều đó là cái điều rất là xấu hổ cho những người Việt Nam. Tại vì tôi đây là tôi nói không phải riêng cho những người Việt kiều ngoài này, tôi đã được làm việc với tất cả mọi sắc dân đi đi di cư vào đất Mỹ này, đặc biệt là dân ở California. Tôi làm việc rất nhiều, từ người Nga đến người Pháp đến tất cả mọi thứ, người Mễ đến người Angola. Tôi không thấy người nào mà những người không thấy ai mà những cái người Việt Nam này Việt kiều mình ở ngoài này, đặc biệt là những cái cơ quan truyền thông ngoài này, chưa bao giờ tôi thấy những ông lớn mà truyền thông ở ngoài Việt Nam ngoài này mà nói được câu mà tôi sẽ nghe tôi đàng hoàng cho. Và điều đó đối với tôi điều rất là đáng tiếc. Nếu ở Việt Nam á giờ này á, người Việt Nam của mình vẫn còn bị ảnh hưởng vì bom mình chưa nổ và chất độc da cam, nếu ở Việt Nam họ phải chấp nhận như vậy, họ phải sống như vậy, thì tôi nghĩ ở ngoài này người Việt kiều ở ngoài này họ bây giờ họ cũng phải sống như vậy, sống về trong những không khí hận thù đặc sệt của những cái báo đài ở ngoài này. Và đó là cái điều rất là không vô phúc cho những người Việt Nam ngoài này. Mà có cái đó thì tôi cũng muốn nhắc với anh Phượng thế này, là phải nói cái đám Việt kiều ở ngoài này đó, đa số Việt kiều là không có dính tới, nghĩa là thấy cái điều chính phủ làm, nhưng mà chỉ có cái đám phản động bên này đó, cái đám xin lỗi là tôi nói thẳng ra báo người Việt rồi ba cái đấy RFA rồi AFA rồi kia đó, tiếng Việt, những cái đám mà truyền thông mà chính thức như là thổ tả như là BBC rồi đấy, thì đó chúng nó bây giờ chúng nó đâu có được nghĩa là có mấy cái tờ báo đó, mấy cái đài đó đâu có thông tin viên nằm ở Việt Nam, đúng không, cho nó vào từ lâu rồi, ngồi bàn phím mà nói bậy, bàn phím gì, ngồi bàn cà phê đấy, chứ bàn phím gì anh, nó ngồi đây rồi nó nghe các cái đám này nói vớ vẩn đúng rồi. Bây giờ nó cắn cái đó nó làm cho to chuyện lên thôi. À, tất cả mọi người tin tức của đồng bào mình ở ngoài đó, của dân Mỹ mình nghe đó là nó khởi đầu từ đâu anh, nó khởi đầu từ những quán cà phê ở ngoài này nè. Ông ra của nó là ông ra quán cà phê là ông sẽ nhìn thấy tất cả như ông làm báo to đấy. Dạ. Tại thật là khó nhắm đến đâu cả. Cái khốn nạn của cái truyền thông bây giờ nó chỉ hở ra là nó sủa nó cắn thôi. Nó không có một cái lời nói nào mà nó xây dựng được. Rất tội nghiệp. Và cái mà nó còn dạy theo những đám trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba ở Hoa Kỳ này nữa. Cái sự thù hận đất nước. Cái đó là cái tụi đó mình cần phải chống đối tuyệt về cái sự ba xạo nói xuyên tạc của cái đám media này. Tụi nó không biết nhục là gì. Cái nhục của tụi nó là nó không biết nhục. Cái bản sắc của tụi nó cái nhìn vào sự thực nó không nhìn thấy. Nó không thèm nhìn thấy cái sự thực. Mà tôi thì tôi thấy cái đám thông tấn ở đây, cái đám báo chí ở đây mà nó sống vô Việt Nam như là những con ký sinh trùng vậy đó. Nó không có Việt Nam đâu, bây giờ nó sống được là, bây giờ không có tin tức, không có đồ Việt Nam chơi đây, nó không có nằm ở nằm ở Việt Nam, mà nó làm gì nó biết tin tức ở Việt Nam, là bắt những cái đài vớ vẩn bên này, bắt cái báo cái đám báo chí phản động bên này, thành ra nó vẽ tin lên, thành ra nó làm như là nó có nằm thông tấn nghe, không có nào Việt Nam cả. Các cái nhà báo thổ tả đó, nó đâu có nằm ở Việt Nam, nó đâu có được phép về Việt Nam đâu. Tin này anh, cái tin này anh nghe còn nói báo là chúng nó hy vọng rằng cái vụ án Đồng Tâm này sẽ là thành một cái đôi cách mạng nổi lên để chống đối nhà nước cộng sản, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó hy vọng cái đôi cách mạng của chúng nó sẽ lên đó,
bao giờ là Việt Tân hay là Ngô Kỳ viết là về làm lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa hay là Đào Minh Quân của anh đấy. Cái đám mà nổi loạn này nó chẳng ra gì vấn đề tham lam của ông gia đình ông Lê Đình Kình mà nó tạo ra cái sự chết chóc cho ba vị. Ngay cái tù luật sư còn không ra gì, huống chi như ba cái đứa này. Mấy ông luật sư này ông không sống trong cái thời chiến tranh Việt Nam, khi mà bây giờ nước Việt Nam đã được hòa bình, biết bao nhiêu cái sự hy sinh của cha ông của chúng ta để đòi kiếm được cái sự hòa bình này, đòi được cái sự hòa bình, đòi được cái sự độc lập, đòi được cái sự tự do, trả một cái giá quá cao để nhân dân bây giờ có một sự thanh bình. Tụi nó lại quấy phá, nó làm tay sai cho những cái tụi ngoại bang, cái tụi Việt Tân ở bên Hoa Kỳ này, cái xoáy mà khi mà tụi nó đòi hỏi một cách vô trách nhiệm, đòi hỏi đi lịch trình lại cái chết của ba vị công an, cái khốn nạn của tụi nó ở chỗ đó. Nó không nhìn thấy cái sự hy sinh của cha ông nó, đòi được cái sự bình an, đòi được cái tự do đó. Tội nghiệp là ba chiến sĩ công an, thì như các anh đã quá cái gì bị kích động, quá kích động trong công việc, thân thân vội vàng nhảy vô, không ngờ vô phải cái bẫy sập của chúng nó, cái hố của chúng nó, và nó tàn ác hơn nữa là nó đổ xăng vào, nó giết ba công an rồi nó đổ lửa vào, thế nên công an phải lăn ôi nóng lên, rất là tội nghiệp. Cho nên vì chết, vậy chết thiêu sống như vậy nó đau đớn biết bao nhiêu. Cho nên ngay chính người dân ở trong nước họ yêu cầu là ít nhất phải có 4 cái bản án tử hình chứ không phải có 2 bản án đâu. Thì chúng tôi hy vọng rằng hội đồng xét xử ông Tranh An hãy suy nghĩ lại đi, cái bọn này là mình phải trừng trị để làm gương cho những người khác. Đây cũng đó cũng để nói cho nhân dân đồng bào ở Việt Nam đừng bao giờ nghe theo cái tụi ở bên Mỹ này chống lại đất nước Việt, vì tất cả những sự vô trách nhiệm của cái tụi mà nó chống cộng ở cực đoan ở bên Hoa Kỳ này á, khi mà các bạn bị ở tù đụng chạm vào cái chuyện chống đối nhà nước và ở tù, tụi nó sẽ phủ tay, không có một cái sự giúp ích gì cho những người nạn nhân bị ở tù cả. Anh nói chuyện mà nghe lời mấy ông tổ chức ngoài này, gần đây nhất đấy, tháng vừa rồi họ có vụ án ở bên Ban Chuột á, bắt cái ông gì đó, ông gì mà bây giờ là Đào Minh Quân gì, ông gì Đào Minh Quân ông lên, không nhớ tên, thiếu tá trưởng phòng 3, tức là tổng tham mưu, tức là cái danh từ mà thiếu tá trưởng phòng 3 tổng tham mưu, tôi nghe tôi hỏi đó, anh hỏi chứ anh phải làm đúng rồi, anh phải nói rõ thiếu tá trưởng phòng 3 của Đào Minh Quân. Mà tôi nghe có chuyện thiếu tá trưởng phòng 3 tổng tham mưu mà tôi nghe từ hồi năm 1972 là tôi bắt đầu nghe rồi đó, là tôi không hiểu tại sao mà đến giờ này mà họ vẫn còn xài cái danh từ đó. Nhưng mà Đào Minh Quân ở nước Mỹ này chẳng ai thèm nói chuyện, chẳng ai chơi, mà người ta khinh bỉ cái đám Đào Minh Quân này mà chẳng ai nghe, mà bên Việt Nam họ không, lỡ dài họ nghe không mà thì rất là tội được. Thế này tội là nhưng mà bây giờ mình lặp lại cái sự suy nghĩ của mình chút, là cái chuyện cái thằng điên Đào Minh Quân nó nói lên thì nó nói là cái chuyện của nó, thằng điên mà nó muốn nói thì nói, cái chuyện tội nghiệp là những người tỉnh táo họ nghe, tội nghiệp người dân một vài người tỉnh táo họ nghe thì cái điều đó là điều tội nghiệp nhất. Nhưng mà bây giờ mình cũng nói đi rồi nói lại một chút, đất nước cũng đông người mà 100 triệu người mà, thì cũng có cái đây là Mỹ nó bảo là có những người mà có bao giờ cứ mỗi một giây phút thì lại có một cái người ngu nó đẻ ra. Cứ mỗi một phút như vậy thì có người ngu đẻ ra. Tôi không dám nói, không dám nói như vậy, Mỹ nó nói như vậy. Thế này là lặp lại cái chuyện người Mỹ nhá. Người Mỹ họ có cái này nè. Chuyện nhà người ta nó là không được ai có quyền nhòm ngó tới. Nó là privacy, rất là cao. Cái privacy. Cao lắm chứ mày. Cái riêng tư của. Chuyện riêng tư của nó là không ai được nói tới. Nhưng mà tôi cái chuyện của ở mãi xa xa của nó là 10.000 km chẳng hạn thì Việt Nam là bao giờ họ cũng cho mũi vào. Và cái điều đó là cái điều mà tôi không hiểu tại sao mấy ông Việt Nam mà ngoài này, những người Việt Kiều ngoài này á, mà tại vì chúng ta cuộc sống ký sinh trùng mà. Thì nó sống bằng cái đó mà. Thì bây giờ là cái chuyện ở đây không dám nói. Chuyện đây là chuyện đúng, chuyện sai, chuyện phải trái thì không dám nói. Tôi thấy chưa có ai dám nói một cái điều gì mà sai trái của cái xã hội, đừng nói cái chuyện của chính phủ Hoa Kỳ. Ngay ở Bô Sa này á. Ngay ở cái phố Bô Sa này nó chưa có đứa nào dám nói cái câu nào cả. Mà cái chuyện ở Việt Nam mà 10.000 km ở trong cái xã mà xã cái làng xã xa xôi hẻo lánh mà họ biết thuộc địa ra họ nói thì tôi nói cho quý vị nghe nè. Cái chuyện mà những cái người dại dột ở Việt Nam nghe lời ông Đào Minh Quân, nghe lời ngày Khải Đầu Thủy đó, là nghe lời mấy ông Việt Tân, sau đó là nghe lời ông Nguyễn Hữu Chánh,
thế thế thời buổi đến bây giờ là ông làm bình quân là thấy là dạo này thấy làm ăn thấy được được, thấy lâu lâu có những người vô tù hoài á, có người vô tù mấy người rồi đó, mà anh biết là có biết thế này là có mỗi người mà có một người mà họ vô tù như vậy đó thì cái tổ chức của đảng quân nó nên đấy mình làm việc là có cái cảm nhận đó, công phu của mình á là bây giờ có người nghe lời mình là đứng lên làm thiếu tá trưởng phòng ba bộ trưởng bộ tổng tham mưu rồi đó. Toàn là chức vụ ma không à, mẹ thủ tướng tổng thống cũng ma mà không hiểu không, tại không sao không, người dân nói Việt Nam họ nghe nó nói là nó sẽ đem về Việt Nam mấy quân đoàn đó cơ đấy, mình mới nói chuyện 12 sư đoàn bóng quân đoàn ba quân đoàn bốn rồi cái đàn tức là những bóng ma sống lại tôi đã nói rồi cái chuyện cái thằng mà nó đi xin cản anh họ đã nói rồi một lần rồi đó không bao giờ họ quay trở lại đâu. Anh có nhớ là câu chuyện là bây giờ là ngày xưa là ông Đào Minh Quân ông đi ông biểu ông kiện nó ông tập sức kiện cái này kiện Trung Quốc ba mấy ngàn tỷ đô la đấy bây giờ 300 tỷ đô la mà ba mươi sáu tỷ bây giờ bây giờ không thấy nói năng không mà làm sao mà nói lại được anh có cái gì đâu mà nói chuyện nó dốc ngoài nó nói là nó đi tới rồi mà nói lại cái là hư rồi đó phải đi tới nữa thành thử là bây giờ mới có đẻ ra cái vụ mà thiếu tá trưởng phòng ba tại vì từ xưa làm lớn quá trung tướng thiếu tướng là nó làm to quá bây giờ không làm nó rồi giờ là nhỏ lại cũng như là đài AFP rồi bây giờ họ nói họ không nói nhiều nữa họ nói cái chuyện con số rất là thực tiễn 11 tổ chức ký tên gửi lên Liên Hiệp Quốc 11 tổ chức chỉ có một tổ chức thôi toàn là những anh em bà con của tụi nó không nhưng mà không hề nói tên là cái người lãnh đạo không có nói nhiều nữa không có nói tên họ có nói là hàng trăm tổ chức bởi vì những cái thằng mà bây giờ ở cộng đồng mà nó nói tên ra nó sợ bị chửi thành ra nó phải yên lặng nó không dám mở miệng họ nói 11 tổ chức này thì nó cũng giống như là ông Đào Minh Quân ông bảo bây giờ chỉ làm thiếu tá thôi không được làm thiếu tướng nữa lại cái rồi không làm to nó làm nhỏ nhỏ thôi mà tôi không hiểu tại sao mà tôi không nhớ ngoài cái thiếu tá trưởng phòng ba một tổng tham mưu tôi không hiểu tại sao cái nhớ cái anh từ đâu hoài đó chắc có lẽ là tại vì xưa mình có ông bố của mình là anh nghe tới cỡ đó rồi còn tôi cái là nghĩa là cái nội bộ các cái tình trạng của các cái đám mà chống phá của ngay cái phố Bôn Sa này báo chí thằng này chống thằng kia thằng kia chửi thằng nọ tùm lum tà la nó như là cái nồi cháo heo ở đây là tôi thấy nó nhan nhản lúc nào bản chất lên. Của nó là như vậy rồi thằng này chửi thằng kia chửi thằng nọ bản chất là của nó là xuyên tạc nó nằm ở trong cái media ở ngay cái bô sa này nó xuyên tạc nhau đủ trò hết thành thử ra nó như là cái tụi lợn tôi thấy như là bác đừng nói tên ông mấy bác lớn tuổi rồi mà còn bị nó lôi ra nó phỏng vấn này kia nó lôi kéo tùm lum nói một hồi rồi chả biết ai người ta chẳng nghe được cái gì đó thì là cũng là một cái đám thổ tả là như đó sinh ra một cái đám thổ tả khác là như tôi thấy là có một điều rất là nhiều khi mình nghĩ đi nghĩ lại thấy tôi tội nghiệp với người dân mình đây không biết gì hết tội nghiệp đấy. Sống bằng tại vì thế này là ở đây thì nó khổ cái là người Việt Nam mình cũng đông á, từ ra là cũng không có ai để ý đến cái chuyện người Mỹ họ sinh sống sao, quanh đi trở lại thì cũng chỉ có ông SBTN, rồi ông nào mà tiến bộ hơn một tí thì nghe đài AFP nó ví dụ vậy đó, nghe đài Little Sài Gòn Radio. Tôi hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ có một cái đài ở ngay tại cái thủ phủ Bô Sa này. Nói những cái tin tức chính xác để cho bà con ở bên Hoa Kỳ họ sẽ coi những lời nói chân thật, chính xác, thông tin về đất nước Việt Nam. Để cho họ thấy những nơi xa xôi đất nước Việt Nam họ đều có những cái thông tin chính thức, rõ ràng để cho người dân ở Hoa Kỳ họ mở cái radio lên, họ nghe, họ khó lắm biết. Sẽ có thể xảy ra đó chị. Nhưng mà cái này này, bản chất cực đoan này, bản chất hận thù rồi, không xóa bỏ được. Nhưng mà mình chỉ cần mình thuê được một cái làn sóng là mình được quyền phát. Và được quyền phát là được chuyện, quyền phát. Nhưng mà cái tụi chống cộng nó có nghe hay không là chuyện không, khác. Mình không cần tụi nó nghe, mình chỉ nghe người dân bình thường ở cái phố Bô Sa hay là người dân sống ở trên đất nước Mỹ này họ mở ra họ nghe họ sẽ nhìn thấy cái sự sai trái đó mà qua nhớ là qua cái mạng mà mình ở đây mình xem được đó thì tôi thấy gần đây nó có cái FC nhà VN này rồi có cái đài 24/7 gì đó đấy nên là những cái đài đó là
tôi không biết nó phát từ đâu, phát từ đây hay là phát từ, hay là từ trong nước, nhưng mà nói rất đâu đó rồi. Không, thời buổi này, thời buổi của công nghệ, thời buổi này, nếu mà mình muốn nghe tin tức đàng hoàng thì thiếu gì chỗ mình sẽ chỗ. Nhưng mà anh thì hiểu, biết hiểu. Mấy ông ngoại bà ngoại ở đấy, cái đất nước Mỹ này đúng, họ chỉ mở rồi, cái radio lên họ nghe. Tôi hy vọng nếu mà có tiếng nói phát thanh từ Việt Nam, có một cái đài radio ở ngay tại Bosa này, phát sóng ở ngay tại Bosa này, thì tôi bảo đảm trong một thời gian rất là ngắn, có nhiều người dân họ nhìn được cái tin tức chính thống á, họ sẽ tìm hiểu và họ sẽ chê tất cả những cái đài mà xuyên tạc ở cái phố Bosa này. Tôi thì tôi thấy thế này, tôi thấy là cái những cái thế hệ mà nó tạo dựng ra những cái tin tức, tạo dựng ra cái sự rèm xiểm Việt Nam á, thì mình hiểu đó là nó nằm ở cái thế hệ nào. Thế hệ của tụi mình này thì những cái điều mà họ gieo trồng rồi đó, rồi nó sẽ thẩm thấu xuống cái thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, mình đã nhìn thấy rồi đó. Những cái ông trẻ con, những ông nhỏ đó là bây giờ cái lặp đi lặp lại những cái lời của bố mẹ người ta nói thì mình cũng nhìn thấy chứ không phải không. Nhưng mà tôi có quan sát những thế hệ thứ nhì hoặc những đứa trẻ nó qua đây nó còn nhỏ, nó về Việt Nam rồi thì cái nhìn của họ nó khác đi, nó thấy được cái sự, cái tình trạng thực sự nó xảy ra ở Việt Nam đó, thì nó tôn trọng, nó lại yêu đất nước Việt Nam mình. Chính vì vậy mà nhà nước Việt Nam mới đưa ra cái nghị quyết 36 để mời gọi những người Việt Nam trở về Việt Nam đi. Anh Việt Nam đi rồi anh sẽ có một cái suy nghĩ. Tuy nhiên lại có những cái thành phần nó là chê nghị quyết 36, tôi phải buồn lại. Không nghĩa là không nhất thiết gì phải về Việt Nam, muốn ở đâu là tôi cũng thấy được sự thật đấy. Còn cái việc làm ăn sinh sống đương ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam là tùy theo cái tình hình của mỗi gia đình, tùy theo bà con cô bác mình đương ở đâu. Bây giờ mẹ cái nghĩa là cả nhà cả họ mình kéo qua bên đây hết rồi, bây giờ mình ở bên Việt Nam mình ở với ai? Đi du lịch thôi. Thì đó thì cũng là cái chuyện bình thường thôi. Mỗi người đều có quyền tự do chọn lựa lấy cái nơi mình sinh sống. Cái đó là một điều được quy định ở trong hiến pháp. Nói chuyện lại cái đài truyền thông của ngoài này, bây giờ mình trở lại câu chuyện chiến tranh Việt Nam. Quả thật đó, là khi mà chiến tranh Việt Nam chấm dứt đó, thì cái điều mà nó làm ra cho người ta, nhất là đặc biệt là những kiều bào ở ngoài đất Mỹ này, là họ đã bị, đến khi mà đến đây ở rồi đó, tôi nghĩ là đến khi mà họ rời Việt Nam ra, họ đến đây họ nó không ai nghĩ là mình về đây, mình khi mà đến Mỹ, khi mà mình cứng cáp rồi đó, thì mình sẽ quay lại mình trở về lại, không phải trừ bới Việt Nam hay chống lại Việt Nam, không bao giờ mình nghĩ vậy. Nếu là tao tôi mà qua, không có ai nghĩ là đến khi mình bước lên máy bay mình qua đất Mỹ, bảo tôi qua đó tôi sẽ kiếm ông Đảng Quyền Tân tôi vào, tôi sẽ kiếm cái mặt trận của ông Đảng Quyền Quân tôi tham gia, không bao giờ họ nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà ngày này qua ngày kia, những tin tức của những cái đây báo đài của mình trên internet, công việc này kia, rồi có một số họ bị thấm nhuần ở trong đó, họ bị nó có thẩm thấu vào trong đó, rồi nó mình biến thành một con người rất là vô ơn. Vô ơn thế này nè, không có cái nhà nước Việt Nam, không có cái công sức, không có cái máu xương của người Việt Nam để làm cho cái cuộc chiến tranh nó chấm dứt, thì bây giờ hiện tại bây giờ mình cũng có hơn 2 triệu người đất Mỹ đâu, không thể nào có chuyện nó xảy ra mà không có ai nghĩ được cái chuyện đó cả, không có ai nghĩ được cái chuyện. Cho tôi xin nói thế này nữa, là cái chiến tranh Việt Nam đó nó đã cái là đã chấm dứt 45-46 năm nay rồi, thế mà nó vẫn còn nói lên cái luận điệu là nó cho nó đồng hóa cái chiến tranh Việt Nam, miền Nam với miền Bắc như nhau, thành ra nó mới nói là giặc từ miền Bắc vô đây, giặc nào từ miền Bắc vào, có phải là cái đám ngụy quân ngụy quyền từ trong nghĩa là trong miền Nam này đã phá hoại cái hiệp định Geneva, Thì rồi phá hoại cái hiệp định Paris đó, thì đáng số mình đã được hòa bình ngay sau khi mà ký kết hiệp định Geneva, sau khi ký kết hiệp định Geneva, sau khi cái thắng lợi Điện Biên Phủ là nước nhà mình đã được độc lập, đã ngồi vô đã mà bầu Nam Bắc ngồi vô bầu cử hiệp thương với nhau rồi, thì đã chấm dứt ngay từ đó rồi, chứ mình đâu có phải kéo dài thêm 20 năm nữa. Thì thưa anh là tại như vậy đó, thành thử ra tất cả những cái sự suy nghĩ của đồng bào mình ngoài này, của những người đi ly hương á, thì họ cũng căn bản nó cũng đều dựa lên những cái sự suy nghĩ ở trong Nam. Vâng. Tức là bây giờ mình lặp lại nhé,
ngày nào chúng mình ngoài này nè mà còn níu lấy cái lá cờ vàng. Mẹ nó đang bị mẹ hô hào là bỏ mẹ nó sụt vô sụt rác rồi đấy ông ơi. Không mẹ nó bị khổ tả từ lâu rồi. Ngày nào anh em mình còn quần tụ lại giữ lá cờ vàng ngày đó đó, cái sự suy nghĩ của con người, nhất là người Việt Nam mình còn suy nghĩ rất là nông nỗi, những cái lời nói của mình nói ra rất là vô luân, và những cái hành động của mình làm việc đó là rất là trẻ con ngu xuẩn. Cái mà tôi nhận thấy ở trên cái YouTube bây giờ, có nhiều người bây giờ họ công khai treo cờ đỏ sao vàng và họ nhận đó là tổ quốc của họ. Và họ không còn sợ cái đám media ở đây tuyên truyền chống đối nữa. Đó là một hình thức thắng lợi của nghị quyết 36. Đúng anh ạ. Anh nhớ Ngụy Vũ, anh có coi không? Ngụy Vũ là trưởng cái radio ở Washington DC đó. Ngụy Vũ tuyên bố là không chấp nhận cờ vàng rồi mà. Đó. Đó là một cái tiến bộ một phần nào trong những cái năm ở Hoa Kỳ này. Và họ đã tìm ra được cái sự hỗn độn của cái cờ vàng này, nó tạo ra sự bất an ninh ngay ở cái cộng đồng ở sống ở bên Hoa Kỳ, mà nó cũng tạo lên cái sự thù hận về đất nước. Thành ra cái lá cờ vàng ba sọc nó cần phải bỏ đi để tạo lại cái sự đoàn kết dân tộc, sự trở về với dân tộc. Cái nghị quyết 36 sẽ đưa người Việt Nam gần với nhau hơn, và tất cả đều là anh em, cũng là đồng bào. Cho tôi xin nói này, cái tiếng nói của cái đài đài của anh Ngụy Vũ ở bên miền Đông Pháp đi đó, thì cái tiếng nói nó cũng còn yếu ớt lắm, bị cái đám thổ tả bên này là nó lấn át nhiều lắm, thành ra ít có người mà nghe tới anh. Vì cái vụ vừa rồi đó mới đưa cái lên là cho thấy anh Ngụy Vũ bây giờ anh cũng đã bắt đầu cái là khuyên đồng bào là không có nên dịch vô cái lá cờ vàng ba sọc đỏ nữa, mà phải thấy cái cờ nào là cờ của Tổ quốc Việt Nam. Thành ra nói cái này là phải nói hoài, nói đến một hai ngày nó cũng chưa hết nữa. Mà cái thổ tả đó nó bắt đầu từ sau khi hiệp định Geneva, nó đã bắt đầu từ 1954 đó, thì từ đó mới có 1.400.000 người từ miền Bắc được các cái thế lực thù địch nó thu xếp, nó giúp phương tiện này kia tiền bạc cho nó để đưa 1.400.000 người miền Bắc vô trong Nam để mà làm cái cán cân cho cái đám thổ tả sau này đấy. Thành ra cái đó đã được sắp xếp rồi. Các cái thế lực thù địch lúc đó nó đã bỏ bao nhiêu tiền để mà di chuyển được 1.400.000 người miền Bắc vô trong Nam để làm cái hậu thuẫn cho cái đám Việt Nam Cộng Hòa, để làm cho cái hậu thuẫn cho cái đám ngụy quyền. Rồi từ 1954 đó, nó đẻ ra bao nhiêu thứ, mời Bảo Đại về, rồi trút phế Bảo Đại, rồi ông Diệm lên, rồi ông Diệm bị chết, rồi còn bao nhiêu thằng tiếp tục chết, bao nhiêu thằng tiếp tục ngã đổ sau đó. Thì đồng bào phải nhìn thấy có rõ cái nguyên nhân từ đó, giặc nào từ miền Bắc nhà vô đại vô Nam, chính chúng đó là giặc mà chúng nó đổ thừa là giặc là từ miền Bắc vô Nam. Tôi chỉ còn có 2 phút nữa nha. Okay. Hết pin rồi. Cho mình nói câu như thế này. Tôi nhìn mỗi lần tôi nhìn cái lá cờ vàng xuất hiện đây đó, tôi nhìn dưới một cái nhãn quan của một người Mỹ á, của một người công dân Hoa Kỳ á, tôi không có thích, tôi không có thấy phiền hà. Tại vì cứ mỗi lần mà anh em mình kéo cái lá cờ vàng đi, mà tới bây giờ nó còn có mốt mới nữa là nối cái lá cờ vàng mình vô cái lá cờ Hoa Kỳ đây mới cái sọc sọc nó nha. Thì tôi nghĩ là cái chuyện này là hay á, là tại vì sao? Tại vì như vậy đó, để cái vết thương chiến tranh Việt Nam nó với người Mỹ á, thì họ cố tình ra họ coi cho nó rành đi anh. Họ che lại lại, nhưng quên đi, họ cũng muốn như vậy chứ, tại vì đó là một cái sự xấu hổ, đó là một sự đau đớn của cái xã hội này, nó đau đớn như một cái cọc đóng sâu xuyên qua quả tim của đất Mỹ. Vừa là đau đớn cho Việt Nam mà vậy, vừa đau đớn cho cả Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ mỗi lần mình nhìn thấy cái lá cờ nó bảo là đây là cái giá của người Mỹ phải trả này. Họ không có muốn như vậy đâu, nhưng mà những cái tội lỗi của họ, những cái đau thương của họ xây gây dựng ra thế hệ này, họ không có gây dựng ra, nhưng mà những thế hệ trước của họ, cha ông của họ đã
đã làm ra ở Việt Nam, dù vô tình hay cố ý ở từ cái chính sách Việt Nam đến bị đẻ đến bây giờ, người Việt Nam mình vẫn còn phải chịu đau khổ vì bom mình chưa nổ và chất độc da cam. Thì người dân Mỹ ở đây này, cứ mỗi lần cái lá cờ vàng xuất hiện thì họ phải hiểu rằng là đây là tội lỗi của người Mỹ, của ông cha mình đã làm ra, và bây giờ họ phải hứng chịu cái việc đó. Cái vết thương nó sẽ không bao giờ lành. Ngày nào còn cái lá cờ vàng nó xuất hiện, ngày đó người Mỹ không ngủ yên được, không thể chấp nhận là lá cờ vàng nữa, không được ngủ yên ở trong cái giấc ngủ bình yên để quên đi cái mũi nhục của cái thằng tay cận. Chắc chúng ta phải chấm dứt, tại vì pin nó sắp sửa hết rồi. Vậy xin kính chào quý khán giả. Tôi hy vọng là cái vấn đề đồng tâm đồng bào đã biết đến tin tức chính xác, thì từ nay trở đi đừng nghe theo những cái tụi Việt Tân với cái tụi mà bá láp ở bên Hoa Kỳ này mà xúi giục để chống đối đất nước, để cho cái sự an bình cho đất nước được hòa bình phát triển.